Theo tính toán của các kỹ sư xây dựng, Titanic có thể vượt qua bất kỳ cuộc thử nghiệm nào. Sau cú va đập, tàu bị nứt thủng 2,5 mét. Titanic được chia thành 16 khoang với 15 cửa ngăn vững chắc, khiến tàu không thể chìm khi 4 khoang bất kỳ ngập nước, hay 11 trong số 14 khu thuộc 3 khoang ngập nước, hay 4 khoang đầu hoặc cuối ngập nước. Thế nhưng, vết thương lại xuất hiện ở nơi ác hiểm. Titanic bắt đầu nghiêng. Phần mũi của con tàu đã chìm xuống dưới mặt nước biển, trong khi phần đuôi tàu lại dần nhô cao khiến con tàu bị bẻ cong, rồi gãy làm đôi trước khi bị chìm xuống biển. Những mảnh xác tàu tìm được với phần đầu tàu và đuôi tàu tách hẳn khỏi thân tàu. Mười lăm phút sau cú va chạm với núi băng, hành khách khoang hạng nhất và hạng hai được tập trung trên boong tàu. Tín hiệu cấp cứu SOS được gửi đi và các tàu gần vị trí Titanic gặp nạn cũng nhận được các tín hiệu này. 1:10, Titanic gửi Olympic. Chúng tôi đã va chạm với một núi băng, phần mũi tàu đã bị chìm. Hãy đến đây càng sớm càng tốt. Titanic gửi Olympic. Thuyền trưởng ra lệnh cho chúng tôi chuẩn bị thuyền cứu sinh. Tọa độ của anh là như thế nào? 1:20, từ mũi Dead Race gửi Titanic. Virginian cách 170 hải lý về phía bắc đang đến trợ giúp. Titanic gửi Olympic. Chúng tôi đưa phụ nữ xuống các thuyền cứu sinh. Các hành khách khoang hạng 3 vất vả chen lên boong tàu bằng cầu thang chính. Các công dân gốc Nga, những người nông dân tỉnh Rostov, những người di cư châu Âu, những người Belarus đang ở đây. 1:45, Titanic gửi Carpathia. Khoang máy đã bị chìm tới tận nồi hơi. Đêm rạng sáng ngày 15 tháng 4 năm 1912, Mikhail Kuchev gần như không ngủ. Khi tôi học lớp 2, tôi được nghe cha kể lại rằng ban đêm tôi bị đau bụng và tôi đi ra khỏi hầm tàu lên boong tàu. Còn cầu thang lên phía trên đã bị đóng. Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn ở đây. Khi đó ở phía trên, người ta ồn ào, mọi người đều kêu thét, sợ hãi, chạy. Còn ở phía dưới, mọi người không thể làm gì, không thể đi đâu, không thể lên phía trên. Một điều kỳ diệu là vì sợ hãi, nên hành khách khoang hạng 3, Mikhail Kuchev, đã lên được phía trên boong tàu. Cách thoát thân duy nhất là lên tàu cứu sinh, nhưng chỉ có 16 chiếc thuyền cứu sinh, không có cơ hội nào để sống sót. Người ta chỉ cho phụ nữ và trẻ em lên thuyền cứu sinh mà thôi. Tôi không biết vào thời điểm nào ông quyết định tự nhảy xuống dưới biển. Người thì quyết định nhảy khỏi mạn tàu, người thì giúp thả thuyền cứu sinh, người thì cố để làm an lòng người thân. Một vài người vận bộ lễ phục buổi chiều để đón cái chết một cách trang trọng, còn những hành khách khác quyết định đối mặt với cái chết và ngồi chơi bài. Vị thủ quỹ Mikhail Jadovsky có nhiệm vụ giữ két của con tàu. Ông có chỗ trên chiếc tàu cứu sinh, nhưng lại quyết định khác. Ông giao tiền cho thủy thủ trưởng và nói, tôi ở lại cùng với thuyền trưởng. Tôi đã 68 tuổi. Trong két có rất nhiều tiền, nhưng không có tôi thì tiền vẫn được đem đến nơi an toàn. Ông nhường chỗ của mình trên thuyền cứu sinh cho một phụ nữ người Pháp là Josephine de Latour. Sau này, chính bà kể lại cảnh Sadovsky lao đến để cứu các phụ nữ và trẻ em. Đến phút cuối cùng, chiếc tàu khổng lồ được chiếu sáng bởi những ngọn đuốc sống. Đó là một người thợ đốt lò, vẫn cần mẫn xúc than để thắp sáng giúp mọi người lên tàu không hoảng sợ. Đến phút cuối cùng, con tàu vẫn gửi đi tín hiệu cấp cứu. Đó là người nhân viên điện tín không rời khỏi vị trí làm việc của mình. Đến phút cuối cùng, dàn nhạc trên tàu cố gắng giữ hành khách bình tĩnh và tin tưởng với bản thánh ca. Nearer, my God, to tree.
Giờ đây rất khó để biết rằng điều gì đã thực sự xảy đến với Mikhail Kuchev. Có giả thuyết là ông đã có thể chết nếu như không có một chiếc thuyền đến kịp thời. Nhưng ông đã mạnh mẽ chờ đợi. Ông bám vào một tấm gỗ trôi gần đấy, một tấm gỗ hoặc một tấm bảng, bởi không có phao, không có thuyền cứu sinh. Kuchev Zakul được cứu thoát khi chiếc tàu Titanic gặp nạn, bởi đó là ý muốn của đấng tối cao. Giờ đây không còn quan trọng lý do nào đúng hơn. Có lẽ là tất cả. Điều quan trọng nhất là Mikhail Kuchev đã sống sót. Chính ông, đến những ngày cuối đời vẫn tin tưởng rằng ông được giúp đỡ bởi tình cờ đã lên trên boong tàu. Thậm chí chiếc bùa đã mất vẫn bảo vệ ông tránh được thảm họa. Biển Đại Tây Dương ngày 17 tháng 4 năm 1912. Sau 2 giờ, tàu Carpathia đến chỗ Titanic gặp nạn. Từ các thuyền cứu sinh, người ta đưa lên tàu 711 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn. Trong số đó có những người công dân gốc Nga hay không và bao nhiêu người? Hơn 1.500 người còn lại trên chuyến hành trình đầu tiên và cũng là cuối cùng của tàu Titanic đã thiệt mạng. Ngày 17 tháng 4 năm 1912, tại Halifax, con tàu Mackay Bennett sụp sạo khắp khu vực xảy ra thảm họa để trục vớt xác nạn nhân. Những người chỉ huy con tàu nhìn thấy trên bến cảng một hàng dài bất tận những chiếc quan tài trống. Sau một ngày đêm, hơn 200 thi thể nạn nhân được trục vớt và đưa tới Halifax. Trong một giờ, thành phố trở thành nhà xác. Khi đó không có phương tiện để ướp lạnh các thi thể. Vì thế, người ta chôn các xác tìm được ngay tại Halifax, vì các xác đã bắt đầu phân hủy. Halifax, Canada, 100 năm sau, nghĩa trang Fairview, Halifax, mai táng hơn 100 nạn nhân của vụ thảm họa. Nơi đây có những nấm mồ trống cho những người đã bỏ xác trên đại dương, có những nấm mồ không ghi tên, chỉ có dòng chữ, mất ngày 15 tháng 4 năm 1912. Có thể trong số này có những người mà chúng tôi đi tìm, những hành khách Nga của tàu Titanic. Trên bức tường đá này ghi tên những người đã có mặt trong đêm bi kịch của tàu Titanic. Có những người đã mất và những người được cứu thoát. Tôi thường thấy nhiều người tiến đến gần bức tường này, cũng chỉ tay vào một cái tên nào đó. Có thể họ tìm thấy ai đó trong số những người thân của mình. Có thể đơn giản rằng họ cảm thông với những người đồng bào của mình. Theo tài liệu sơ bộ, có gần 100 hành khách mang quốc tịch Nga. Cho đến nay, đã xác định được họ tên của 52 người, nhưng chỉ biết được số phận của 5 người. Ivan Mishen, họ hàng của nhà văn tỉnh Rostov, Vladimir Potapov, sau đó phát hiện ông trong danh sách những người đã tử nạn trong thảm họa Titanic. Isaac Kantor qua đời. Vợ của ông, Miriam Kantor, được cứu sống. Thông tin về họ và người thân không thể tìm được tại Đại sứ quán Canada và Belarus. Vào đầu chiến tranh, ngày 14 tháng 10 năm 1941, tất cả cư dân của khu đã bị quân Đức bắn. Mikhail Zadovsky, thủ quỹ chính trên tàu, qua đời. Tên ông được ghi trên đài tưởng niệm hạt nhân Titanic tại công viên Thomas Washington. Mikhail Kuchev sống sót. Ông được chữa trị tại Canada bằng chi phí của White Star Line, hãng sở hữu tàu Titanic. Sau khi nhận khoản tiền bồi thường 200 đô, ông trở về quê hương Kharkiv xây nhà và lấy vợ. Vào những năm 1930, ông mất tích.
dấu vết của ông bị thất lạc đâu đó gần Khabarov. 100 năm đã trôi qua, nhưng nhân loại vẫn tiếp tục tìm kiếm nguyên nhân của vụ thảm họa kinh hoàng này. Nhưng trong tất cả các trường hợp, lời nguyền của vị Pharaoh, chất lượng thép kém hay đơn giản vì nhân tố con người, thì những huyền thoại về con tàu sẽ tồn tại lâu hơn bản thân con tàu. Khi nghiên cứu xác tàu dưới đại dương, Henrietta Mann, một giáo sư người Canada, đã tìm ra một loại vi khuẩn có tên là Halomomas titanici. Loại vi khuẩn này ăn sắt và trong thời gian không lâu nữa, nó có thể phá hủy con tàu. Các loại vi khuẩn, thời gian, thiên nhiên sẽ phá hủy con tàu khỏi mặt đất. Chúng ta thấy xác con tàu Titanic dưới đáy đại dương có thể tồn tại bao nhiêu năm nữa, rất khó để nói chính xác. Tôi đoán rằng không quá 30 năm. Titanic được sinh ra trên mặt đất. Thiên nhiên sẽ đem nó trở lại.